công việc vất vả mà lương hai vợ chồng thấp quá, chẳng đủ ăn. Phải làm sao bây giờ? Em làm sao thế? Dạo này tăng ca nhiều quá chị ạ. Cố lên em, sắp hết giờ làm rồi. Thật là nóng bức, ồn ào và bí bách. Thưa anh, phía bên đối tác yêu cầu rút ngắn thời gian giao hàng của đơn hàng này là 2 tuần. Thông báo cho toàn bộ công nhân tăng ca sản xuất. Chị giải thích cho công đoàn hiểu nhé. Chúng ta phải thay đổi tình trạng này. Tôi nghĩ mình cần triệu tập cuộc họp ban chấp hành công đoàn để tiến hành đối thoại xã hội. Đối thoại xã hội là tất cả mọi hình thức đàm phán, tham vấn hay đơn giản là trao đổi thông tin giữa đại diện chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động về những vấn đề các bên cùng quan tâm liên quan đến chính sách kinh tế và xã hội. Đối thoại xã hội giúp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người lao động và người sử dụng lao động, cải thiện tiền lương, thời giờ làm việc và các điều kiện làm việc khác, giảm tranh chấp lao động, tăng năng suất lao động. Như vậy, thông qua đối thoại xã hội hiệu quả, chúng ta có được bản thỏa ước lao động tập thể. Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp là thỏa thuận đặc biệt do ban giám đốc đại diện doanh nghiệp và công đoàn đại diện người lao động đàm phán tập thể. Thỏa ước lao động tập thể bao gồm các quy định về điều khoản và điều kiện tại nơi làm việc, trách nhiệm của người lao động và trách nhiệm của người sử dụng lao động. Thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực pháp lý và đưa ra các điều kiện lao động cao hơn tiêu chuẩn tối thiểu của pháp luật. Chúng ta cùng tôn trọng những nội dung có trong thỏa ước lao động tập thể để có một môi trường làm việc tốt và một doanh nghiệp phát triển nhé. Alo, tôi nghe. Sao? Anh nói gì? Dạ thưa chị, gần đây có nhiều người lao động bỏ việc để sang các bên công ty khác làm việc chị ạ. Cậu tìm hiểu cho tôi lý do và tìm giải pháp xử lý vấn đề này nhé. Vâng ạ. Nghe nói anh Dũng sang công ty A làm việc, đồ ăn ngon lắm mọi người ạ. Thực đơn thay đổi hàng ngày luôn. Vậy à? Còn đồ ăn của chúng ta thì... Chưa hết đâu, công ty A còn có... Nhà xưởng mát mẻ hơn này, tiền lương và mọi chế độ đều tốt hơn công ty chúng ta đấy. Tôi sẽ chuyển sang bên đó làm việc. Vậy chị cho chúng tôi đi theo với. Chúng ta cần đối thoại xã hội giữa các công ty để đưa ra thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp. Thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp là gì? Thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp là bản thỏa ước lao động tập thể do nhiều doanh nghiệp cùng tham gia xây dựng nội dung và cùng ký kết với nhau. Bản thỏa ước này giúp tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Vậy làm sao có thể đạt được thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp? Chúng ta cùng tìm hiểu quy trình 11 bước xây dựng thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp nhé. Bước 1. Đầu tư xây dựng mối quan hệ doanh nghiệp và công đoàn cơ sở. Bước 2. Tiếp xúc lại doanh nghiệp. Bước 3. Xây dựng nhóm nòng cốt địa phương hiệu quả. Bước 4. Hoạt động của nhóm nòng cốt địa phương. Bước 5. Hồ sơ cán bộ công đoàn cơ sở. Bước 6. Đào tạo tập huấn cho nhóm nòng cốt. Bước 7. Trả lời cho câu hỏi đối thoại xã hội có thể thực hiện hay không. Bước 8. Tìm hiểu và trao đổi. Bước 9. Lập danh sách các nội dung đề xuất thương lượng. Bước 10. Các cuộc đàm phán. Bước 11. Bỏ phiếu và biểu quyết nội dung dự thảo thỏa ước. Thỏa ước lao động tập thể cần được chia sẻ tới tất cả người lao động trong các doanh nghiệp tham gia thỏa ước. Đồng thời, phiên bản điện tử của thỏa ước cũng cần được đăng tải trên mạng. Đối thoại xã hội hiệu quả, giải pháp cho phát triển bền vững của mọi doanh nghiệp.